Chào mừng mọi người đến với Chu Art Channel. Mình là Chu và rất vui được gặp mọi người tại video này. Video này mình sẽ hướng dẫn mọi người vẽ một loài hoa quen thuộc và rất đặc biệt với lòng người Việt Nam. Mình sẽ vẽ nền trước và phần này sẽ tượng trưng cho hồ nước sen. Sau đó mình bắt tay vào vẽ lá. Lá sen vẽ đơn giản hơn rất nhiều so với bông sen, nhưng không có nghĩa là bông sen khó vẽ. Với video hướng dẫn chi tiết này sẽ giúp các bạn vẽ nó thật dễ dàng. Hoa sen Việt Nam tượng trưng cho một cái gì đó vô cùng to lớn, không chỉ mang một ý nghĩa cho đời sống con người mà còn mang ý nghĩa trong tình yêu trong sáng, tinh khiết. Một tình yêu chân thật và muốn tiến đến hôn nhân hạnh phúc. Hoa sen mọc lên từ nơi con người coi là không sạch sẽ đã là biểu tượng có ý nghĩa với đất nước Việt Nam. Hoa sen mọc lên từ bùn là một hình ảnh đặc biệt mà ít loài hoa nào có được, dẫu từ một nơi bùn đục lại tạo ra một thứ hoa đẹp có mùi ngát hương. Không những thế, hoa sen còn mang ý nghĩa tâm linh và tôn giáo. Hình ảnh hoa sen đã trở thành một nét đẹp trong văn hóa Phật giáo. Trong tình yêu, hoa sen biểu tượng cho sự thuần khiết, tinh khôi, trong sáng. Do vậy, hoa sen đã trở thành một biểu tượng vừa gần gũi và thanh cao. Hình ảnh hoa sen sống trong đầm bùn cũng là nơi không được sạch sẽ. Trong đầm là hình ảnh của một cái nôi cho sen nảy mầm, sinh trưởng. Đầm là một nơi chứa sinh bùn dơ bẩn, do đó đầm được tượng trưng cho ý nghĩa của một xã hội con người mà trong đó có những chất làm cho thân và tâm con người dễ bị ô nhiễm và những đức tính xấu. Ý nghĩa hoa sen trong cuộc sống là sự cao cả, yêu thương và chia sẻ, được làm biểu tượng dưới chân Phật. Màu của hoa sen được người ta ví như màu của đức hạnh, từ bi, trí tuệ, màu của sự thanh cao tâm hồn, thể hiện trong đời sống đạo đức, văn hóa cao đẹp, nơi phẩm chất thánh thiện bởi lòng yêu thương, khoan dung, nhân ái và cao thượng.
Là quốc hoa của Việt Nam, hoa sen tượng trưng cho vẻ đẹp cao sang và thuần khiết của dân tộc Việt. Hoa sen còn tượng trưng cho vẻ đẹp của hình thể người phụ nữ. Vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ Việt Nam cũng được ví như hoa sen lam lũ, nghị lực vươn lên trong mọi hoàn cảnh, giữ được toàn hương và toàn sắc. Hoa sen cũng giống như loài hoa khác, cũng có những màu sắc và ý nghĩa khác nhau. Với hoa sen trắng, màu trắng của hoa sen mang lại cho ta sự thanh thoát và bình yên cho tâm hồn. Hoa sen hồng là loài hoa có tên sen Việt, sen ta, cho bông rất nhiều và thường được người dân trồng để lấy hạt. Sen hồng có một sức sống mạnh mẽ kỳ lạ, suốt những ngày tháng mùa lạnh nó ủ mình trong bùn lầy, chỉ đợi ánh nắng ấm áp đầu hè và những cơn mưa rào đổ xuống là bừng dậy tràn trề sức sống. Hoa hồng là loài hoa gần gũi và phổ biến ở Việt Nam. Hoa sen xanh là một loài hoa đặc biệt bởi thực chất hoa sen xanh chính là sen trắng, vốn có màu hồng nhưng rất nhạt. Phần dưới của cánh có màu trắng, phần ngọn có màu hồng nhạt. Và khi hoa sen trắng mới nở, những cánh hoa bên ngoài có màu hơi xanh nên người ta gọi là sen xanh. Sen xanh mang ý nghĩa về sức mạnh của ý chí, nghị lực kiên cường và niềm tin bất diệt. Nó cũng là biểu tượng của tự do, bình đẳng và bác ái. Ngoài ra thì hoa sen còn có nhiều tác dụng như làm dịu dạ dày, chữa bệnh mất ngủ, giảm lượng đường huyết, giảm viêm và hỗ trợ phòng ngừa ung thư.
Vậy là mình và các bạn đã hoàn thành xong bức tranh vẽ hoa sen rồi. Giờ chúng ta cùng ngắm lại thành phẩm nhé. Cảm ơn mọi người đã xem video này và đừng quên like và nhấn nút đăng ký cho Chu Art Channel nha. Hẹn gặp mọi người tại video sau. Bye!